Điều hòa hai chiều và máy sưởi đều có khả năng xua tan giá rét mùa đông cho căn phòng của bạn. Vậy lựa chọn máy sưởi hay điều hòa hai chiều sẽ phù hợp hơn? Hãy cùng tham khảo các so sánh dưới đây để có sự lựa chọn phù hợp cho gia đình của bạn nhé. Điều hòa hai chiều có khả năng tích hợp chức năng làm lạnh và sưởi ấm nên có thể sử dụng được cho cả hai mùa. Còn máy sưởi chỉ dùng trong mùa lạnh, đồng nghĩa với việc bạn phải mua thêm thiết bị làm mát vào mùa hè. Máy sưởi có khả năng làm ấm rất nhanh, trong khoảng 5 phút. Còn điều hòa hai chiều thì phải 10 đến 15 phút sau khi bật mới có thể làm ấm. Tuy nhiên, điều hòa hai chiều lại có thể sưởi ấm đồng đều cho cả căn phòng rộng lớn, trong khi máy sưởi chỉ có thể làm ấm cục bộ theo khu vực. Nếu chỉ có nhu cầu làm ấm tức thời, như lúc từ ngoài trời lạnh về hay lúc tắm làm việc thì bạn nên chọn máy sưởi để tiết kiệm kinh phí. Tuy nhiên, nếu muốn sử dụng thời gian dài, liên tục thì bạn nên chọn điều hòa hai chiều để đảm bảo an toàn điện. Xét về giá mua ban đầu, máy sưởi chiếm lợi thế vì rẻ hơn. Điều hòa hai chiều sẽ có giá thành khoảng từ 9 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng tùy loại điều hòa. Trong khi đó, máy sưởi rẻ hơn nhiều, chỉ từ vài trăm nghìn đồng đến 3-4 triệu đồng tùy loại. Về tiêu hao điện năng, máy sưởi tiêu tốn hơn rất nhiều so với điều hòa. 1 kW điện cho máy sưởi chỉ sinh ra 1 kW nhiệt, trong khi với điều hòa hai chiều thì 1 kW điện có thể cho 3,5 kW nhiệt. Vì vậy, điều hòa hai chiều tiết kiệm khoảng 75% điện năng so với máy sưởi. Điều hòa thường được treo trên cao nên với các gia đình có trẻ nhỏ, sử dụng điều hòa hai chiều sẽ an toàn hơn so với máy sưởi. Đặc biệt, điều hòa hai chiều không có các thanh bị đốt nóng có nguy cơ gây cháy, bỏng cho người dùng như máy sưởi. Tuy nhiên, cả điều hòa hai chiều và máy sưởi đều có chung một hạn chế là gây cảm giác khô và ngột ngạt. Do đó, dù lựa chọn sản phẩm nào, các gia đình cũng nên sắm thêm máy tạo độ ẩm và thường xuyên thông khí cho căn nhà để đảm bảo sức khỏe cho các thành viên trong gia đình. Như vậy, nếu để tiện lợi tích hợp làm mát và sưởi ấm, tiết kiệm điện và an toàn, bạn nên sử dụng điều hòa hai chiều. Tuy nhiên, tùy thuộc vào mục đích kinh tế của mỗi gia đình, bạn cũng có thể lựa chọn máy sưởi. Quý vị và các bạn hãy đăng ký và truy cập thường xuyên kênh YouTube Điện lực Việt Nam EVN News để tìm hiểu thêm nhiều nội dung hữu ích khác.